đá. Nam trong lịch sử 60 năm mới có một lần, đúng không bố mẹ? Chúng ta là không thể không nhắc đến ngài huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam suốt 2 năm qua, người đã góp một phần mang lại niềm tự hào cho nền bóng đá nam nước nhà. Còn đối với Gaia Việt Nam, không thể không nhắc đến người đã mang các sản phẩm trị liệu tốt nhất từ đất nước Hàn Quốc xa xôi để về đây cùng giúp bố mẹ con tiếp cận chăm sóc sức khỏe cũng như có một ngôi nhà chung để sinh hoạt, giao lưu vào tuổi già. Vậy người mà con muốn nhắc đến đó là ngài Cho Miên Che. Đi bên cạnh ngài là một anh rất đẹp trai, là người hết lòng vì công việc, là giám đốc điều hành Gaia Việt Nam, anh Nguyễn Hữu Hào. Để nghiên cứu và phát triển được những sản phẩm mà trị liệu như ngày hôm nay, bố mẹ con cũng không thể nhắc đến giám đốc nghiên cứu và phát triển sản phẩm Cho Xuân Hiền. Vâng, kính thưa ban giám đốc công ty, kính thưa toàn thể quý bố mẹ, lời đầu tiên cho con phép con cùng toàn thể nhân viên Gaia Mỹ An gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý bố mẹ. Cảm ơn sự tin tưởng và yêu thương mà quý bố mẹ đã dành cho gia đình Gaia cũng như chúng con trong suốt thời gian qua. Sau đây con xin mời bố Dũng là đại diện đã tham gia trải nghiệm máy tại chi nhánh Mỹ An có đôi lời chia sẻ với bố mẹ con. Bố mẹ con dành tặng cho bố Dũng một trao vào tay. Bố Dũng đâu? Ôi dồi ôi, chen quá. Kính thưa ban giám đốc và là Magic Việt Nam, kính thưa các cháu đại diện cho Gala Mỹ An Đà Nẵng, kính thưa toàn thể các ông bà, anh chị và toàn thể những người có mặt hôm nay ở đây đã cùng đồng hành với Gala Mỹ An Đà Nẵng qua hơn một năm nay. Hôm nay tôi được rất vinh dự và tự hào được lên phát biểu trước ban giám đốc và ban đại diện của Gala Mỹ An cùng toàn thể bà con. Tôi có mấy cảm tưởng và có những cái mà mình tự nhận thấy và có những cái cần chia sẻ. Giờ tôi xin phép hai nội dung. Nội dung thứ nhất là tôi cảm nhận được, và không những tôi cảm nhận được mà nhiều ông bà, anh chị cùng đồng hành một năm qua là đã thấy được cái sự quan tâm để có một cái sức khỏe. Thì ngày xưa các cụ nói sức khỏe quý hơn vàng. Khi chúng ta còn trẻ thì là ra sức, ra công làm để mua vàng. Thế nhưng bây giờ tuổi già rồi, ta bán vàng đi để mua sức khỏe. Thế chắc vì vậy, được sự quan tâm của ban giám đốc Gala Việt Nam, đại diện của Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho bà con chúng ta và những người ngồi đây cùng nhau để rèn luyện sức khỏe. Giờ chúng ta tuổi đã cao, tuổi càng cao thì sức khỏe càng yếu, mà giờ các anh các chị, các ông các bà ở đây đã tuổi cao rồi, sợ đến đâu hỏi đến đâu cũng có thấy là bệnh. Thế thì muốn giảm được bệnh thì chúng ta đã có các tiêu đốc tá ngồi trước mặt chúng ta đây. Chúng ta ngày nào cũng được ngồi với gần đốc tờ.
Thế thì ở đây thì đã có rất nhiều gia đình, ông bà, anh chị đã mua cái máy này rồi để chúng ta cùng ngồi với nhau rồi, cùng ngồi. Nhưng chúng ta vẫn cứ về đây để cùng ngồi. Thì tôi thấy có cái việc như thế này, tôi cảm nhận được riêng bản thân tôi cũng như tất cả một số bà con và cũng như là ông bà ở đây thì cảm nhận được là có cái như thế này. Ngay bản thân tôi tự nhận thấy như thế này. Trước đây tôi bị tiểu đường thì tôi hàng ngày ngồi đây rồi, nhưng về nhà hoặc lên chỗ tiêm chuyên sâu ngồi thì tiểu đường đã giảm, hoặc là áp huyết cao. Trước đây là thanh niên tôi thường là áp huyết là 120/80, luôn luôn đi tập viện. Nhưng đến cái tuổi 60 trở lên, đến năm nay là 70 tuổi rồi thì sức khỏe thấy nó giảm dần và áp huyết nó cao lên. Bây giờ tháng nào cũng đi đo là 164, chính xác là 164. Thế nhưng mà cách đây bao hôm tôi đi đo lại thì nó xuống còn có 130. Đấy là cái tôi cảm nhận được khi ngồi máy này. Còn cái thứ hai nữa là cái việc mà bản thân tôi tự nhận thấy là các anh chị ông bà đây có đã thường đã nhận được cái bột đá. Cái bột đá mà chúng ta được thưởng đấy. Cách đây không lâu là tôi làm vườn bị một cái đinh nó đâm vào tay, như thế là sâu cỡ khoảng hơn một phân. Khi rút đinh ra thì máu chảy túa đó. Tôi xuống tôi gọi rửa tay, sau đó tôi bảo bà xã tôi lấy, bà xã mới bảo có cái bột đá đây, cái bột đá là ta được thưởng đấy. Tôi dịp vào đây thì tự nhiên hoàn toàn là không chảy máu nữa, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, quên mất mấy ngày không để ý, nó liệt dấu luôn rồi. Đấy, cho nên là tôi thấy cái bột đá là như vậy. Còn cái đệm gọi là đệm cương quân đây, người ta gọi là cái đệm là la xe, thì tôi thấy như thế này. Cái thứ nhất, ngày ngồi chúng ta thấy là lúc nào nó ấm cỡ, ấm tất cả thân thể chúng ta. Tôi vẫn hay nói đùa ở đây, hơi tếu thì hơi nói đùa với các chị là tôi gửi cho nó cái gọi là cái phụ khoa nó khỏe. Thế thì tôi thấy là như này, khi ngồi cái đó thì nó giảm được cái này, là cái tiểu đường và cái gọi là, nói tóm lại là đi tiểu đêm. Mà chúng ta thường hay nói là cái gọi là bị tiền đường tiến. Trước đây tôi bị tiền đường tuyến như thế là đi đo là được 42 gram, vừa rồi tôi đi đo còn là 30 gram. Thì trước đây tôi là một đêm ấy là đi tiểu, xin lỗi cả nhà, ít nhất là 4 lần, hôm nào nhiều mà không ngủ được ấy, thậm chí đến 7 lần. Nhưng bây giờ thì nói thật với bà con, trước khi đi ngủ tối đi tiểu 1 lần, sau đó dậy 4:30 đi tắm biển vô thư bình thường. Đấy là báo cáo với tất cả ông bà anh chị em như vậy. Đấy, cho nên là trong cái ngồi ở đây ấy, thì tôi cảm nhận được là như vậy. Thế ở đây mà tôi còn cảm nhận được ở chúng ta đây có những cái bà tai biến trước đây đi rất là khổ sở, thế bây giờ thấy khỏe mạnh hơn. Ví dụ như bà Bảo Hoa, bị tai biến đấy. Hoặc là có một anh trước đây mà tôi cảm giác là như là cả ngày không nói một câu, thế nhưng bây giờ thấy đùa giỡn rồi ở trong bộ phận chúng ta đấy. Thế cho nên là cái này là tôi cảm nhận được. Thế thì cảm nhận được như thế thì tôi tự bản thân tôi phát biểu ra đây là để mong từ bản thân
và suy ra tất cả các ông bà và các chị em thì là nên đi đều. Về cái này tôi nghĩ như thế này, cái này nó không phải là thuốc tây, nó không phải là thuốc viên hôm nay uống mai phải ngay được, mà nó phải trường kỳ lâu dài, nó phải đều trường kỳ và lâu dài. Không khỏi được bệnh này thì nó cũng khỏi được bệnh khác. À, nếu ít nhất mà không khỏi được cái gì thì cũng thêm được bạn bè. Nếu tôi không đi đây thì làm sao tôi biết được tất cả các ông bà chị em đây. Đấy, cho nên là cái được nó được cái đó. Được cái là được thêm bạn, mất thêm thủ. Và ra đường ta nhìn thấy nhau tay bắt vật mừng. Dạo này anh, ông, chị có đi gara không? Tại sao ông đây không thấy đi? Đấy, tôi nói thật với các anh chị ông bà này, là tôi là Dũng, lúc nãy quên giới thiệu tên. Năm nay là vừa năm tròn hay là phải là tôi cũng sinh là năm Canh Tí, thì năm nay cũng là năm Canh Tí đây. Đấy, thế thì bà, chúng ta cố gắng làm sao sống vui sống khỏe để con cháu nó được nhờ. Đấy, thì tất nhiên bây giờ như nói đùa đấy, tất cả đấy này, chúng ta trước đây thì chúng ta nuôi con, bây giờ là chúng ta nuôi cháu, ôi thế cả như không quan tâm. Đấy, chúng ta muốn khỏe thì giúp được các con các cháu, thì muốn khỏe được thì chúng ta phải tách và tranh thủ cái thời gian để chúng ta ngồi. Đấy, cho nên là mong các bà con là như vậy. Đấy, còn cái ý thứ hai của tôi là tôi có một số cái chia sẻ như thế này. Cái việc mà chúng ta ngồi đây là không mất tiền, chỉ có mất thời gian và được là được vui vẻ thôi. Đấy, cho nên chúng ta nên cầm nhau đoàn kết vui vẻ, bảo quản những cái việc này cho nó thật tốt để chúng ta ngồi được lâu. Quản được thì được rất nhiều. Đấy. Thế thì nói thì muốn nói nhiều, nhưng thời gian thì cho phép. Thì trước tiên còn có đúng một nếu tính ra thì nay tháng sau là mùng 2 Tết rồi. Thế thì trước thềm năm mới Canh Tí thì trước tiên là xin kính chúc ban giám đốc sang năm mới có một sức khỏe dồi dào, và có chúng tôi có một lời chào trân trọng nhất. Hôm qua đây thì cũng xin chúc hàng rồi Dung Danh Trang rồi Huyền là nhiệt tình như cũ, rất nhiệt tình và rất trách nhiệm, là người chúng ta đây là đã tuổi phụ huynh. Đấy, cho nên là nhận xét được là rất nhiệt tình và rất chu đáo. Đấy, cho nên là mong sang năm mới là các cháu các con phát huy để làm sao đó là cái gala ngày càng lớn mạnh. Một lần nữa xin kính chúc ban giám đốc, xin kính chúc gala Đà Nẵng, xin kính chúc tất cả ông bà anh chị có một sức khỏe dồi dào, một lời chào trân trọng lắm. Thưa bố mẹ con, đó là lời chia sẻ của bố Dũng ạ. Đã tham gia ngôi máy ở Gaia Mỹ An cũng như là đã mang cái sản phẩm của mình về là về nhà để sử dụng cùng với gia đình ạ. Cái này thì con nghe là hơi thiếu về cái vấn đề là tiểu mà u sơ tiền liệt tuyến. Hôm trước con nghe bố chia sẻ là bình thường ấy, người ta đi thì 1 phút thôi là xong. Nhưng mà riêng bố con u sơ tiền liệt tuyến thì 15 phút chưa ra khỏi nhà. Chứ không phải ra khỏi nhà vệ sinh ấy, tại vì là tiểu nó không có ra, mà nó cứ giọt vậy thôi ạ. Ở đây các bố thì chắc là lớn tuổi cả bố biết đúng không ạ? Nhưng mà nhờ là có
cho bố dùng con thêm 100 hoặc cái thật lớn đấy nha. Đen ơi, có bố thì cũng phải có mẹ đúng không ạ? Sau đây con cũng xin mời mẹ Lan con chia sẻ đôi đơn điều khi mà mình là mang sản phẩm về nhà cũng như là cái sự hiệu quả khi mà mình sử dụng Tio Doctor như thế nào ạ? Mẹ con nhanh tặng cho mẹ Lan 100 like. Xin kính chào ban giám đốc Việt Nam. Tôi tên là Hương Lan. Tôi đã cùng với Gaia đã hơn 4 năm rồi. Và tôi được trải nghiệm nhiều và tôi đã thấy vô cùng tốt. Nó tốt về rất nhiều. Khi tôi bước chân đến Gaia thì người tôi đúng là rất nhiều bệnh. Rất nhiều bệnh, nào là huyết áp cao, nào là đau lưng, nào là viêm phế quản, tất cả các thứ. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi thấy là tôi đi khoảng 2-3 tháng tôi thấy tốt quá. Thế là tôi mời bác sĩ về nhà. Về nhà thì cả hai vợ chồng cùng ngồi và gia đình ngồi thì tôi thấy vô cùng tuyệt vời. Ngày xưa thực ra mà nói phải nói là không được đẹp như bây giờ đâu. Nói thật, bây giờ vì không phải là đẹp mà nó khỏe. Mặc từ khỏe nó đẹp, tinh thần rất là thoải mái. Cho nên tôi cảm thấy là vô cùng hạnh phúc và vô cùng cảm ơn Gaia đã đồng chí đã mang cái điều tốt lành đến cho chúng tôi. Rồi, chúng tôi vô cùng. Cho nên bây giờ tôi nói thật không biết nói gì hơn. Tôi chỉ biết rằng là vô cùng cảm ơn cái sản phẩm này. Nó tốt, tốt vô cùng. Thành bây giờ tôi cũng không biết nói gì hơn nữa. Chồng khỏe, vợ khỏe và con cái đều khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc thì điều là đó là điều hạnh phúc nhất đối với tôi rồi. Huyết áp ổn định, ngày xưa tôi huyết áp 160 trên 100, bây giờ thì có 125 trên 80 thôi. Và nói thật với các đồng chí là các chị em là buổi sáng là tôi đi tập dù mưa gió bão bùng 100 phút ở ngoài biển, tất cả là tập thành xong nhảy, nói chung là không có bài gì không nhảy. Đó cho nên hạnh phúc nhất tôi chỉ mong là chị em mình tin tưởng trong máy này, đó là hạnh phúc nhất của chúng ta. Chúng ta đã có mặt ở đây là chúng ta cũng đã tin tưởng nhiều lắm và cảm ơn các con rất nhiều. Chào tất cả các anh các chị, nhưng mà trước khi chào là em sẽ hát một bài gọi là để chia tay. Lan sẽ gửi đến tất cả các anh các chị bài hát. Quên mất rồi. Yêu miền Trung. Và thực ra không có nhạc nhưng thôi cũng hát miền Trung. Miền Trung đất bồi phù sa, người miền Trung đang có nhiều đời quá. Từ khi anh xa quê nhà, từ đó em như mong người xa. Mùa đông mây lần lờ trôi, trời miền Trung mưa lắm bạn mình ơi. Chờ anh ngay bao đông rồi mà anh chưa về bên anh đợi. Sao chưa nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn chẳng kia nhớ ai chẳng vợ ở giữa lòng biên khơi lòng em nhớ em còn mong chờ người xa con sông quê này đã già mà người đi biển biết phương xa dòng sông đò xưa nay không còn nữa, vậy kia vẫn thay sao hở vừa đất trời miền Trung nước lên đau lòng xa rồi người em ơi quê hương man mác buồn trời miền Trung tím bên sông. Cảm ơn mẹ Lan rất là nhiều ạ. Nhớ rồi,
Thay mặt tập đoàn Gaia Mening Hàn Quốc xin chân thành cảm ơn ba mẹ một năm qua đã gắn bó với Gaia. Chân thành cảm ơn. 그리고 아까 우리 아버지 체험담이 베트남 전체에서 제일 잘하신 것 같아요. 왜 저희 셋 번 thấy ông bố Dũng đúng không ạ? Là một trong những người mà nên có những cái trải nghiệm làm cho con cảm rất thấy rất là vui và ý nghĩa trong công việc hiện tại. Dạ, xin mời bố Dũng lên phía trên này ạ. Và xin mời mẹ Lan lên phía trên này ạ. Nhân dịp cuối năm thì sẽ còn có những cái tri ân ngày hôm nay ạ. 우리 아버지 đẹp trai 맞아요 아버지. Dạ, bố Dũng có đẹp trai không bác ba mẹ? Ông bố Việt Nam rất đẹp trai đúng không ạ? Hàn Quốc đẹp trai. Xếp Hàn Quốc đẹp trai. Hai ông bắt tay nhau một cái ạ. Bao nhiêu tuổi? Bố bao nhiêu tuổi nhỉ? 71. 78 à? 78 này. Anh tên gì? Tôi là Nguyễn Văn Dũng. Nguyễn Văn Dũng. Vì ông bà chị gà xin mời xin chung nghe 가장 마음에 드는 말이 하나 있어요. Trong cái bài phát biểu trải nghiệm thực tế của bố Dũng thì sẽ còn nhớ nhất là một câu ạ. 젊어서는 돈으로 금을 사고. Đó chính là thời trẻ chúng ta bán sức khỏe mua vàng đúng không ạ? 늙어서는 금으로 건강을 사. Và đến khi về già thì cái việc bán vàng mua sức khỏe là điều tất nhiên đúng không ạ? Chào mọi người ạ. 우리 난 엄마는 또 노래도 잘 부르시고 và rất là thấy vui khi mà mẹ Lan ngày hôm nay đã thể hiện sức khỏe của mình rất tốt qua một bài hát đúng không ạ? 예, 우리 난 엄마는 뒤에서 보면 한 천 원 잡아온 것 같아. Sắp con ở sau nhìn mẹ Lan cất cái giọng hát khỏe như vậy thì nghĩ là mẹ mới ngoài 30 thôi. Đúng không ạ? 우리 아빠들이 이런 엄마들이 계셔서 미안이 이렇게 발전할 수 있어. Sếp con rất là xúc động, cảm kích trước kết quả các
các ba mẹ đạt được để xây dựng Gaia Mỹ An có được ngày hôm nay ạ. Một phần quà sẽ giúp các ba mẹ trẻ hơn 10 tuổi ạ. Đây là cái gì mà em biết không ạ? 한 번만 붙이면 주름살이 제거되고. Mặt nạ của viện thẩm mỹ Hàn Quốc rất là cao cấp. Chủ yếu là giúp giãn những cái vùng lớp nhăn. 얼굴도 하얘지고. Và dưỡng trắng hồng làn da tự nhiên. 그런데 잘못하면 붕살이. Và thậm chí là người nhà vợ chồng khi không nhận ra thì ta dùng cái này ạ. 이거 쓰면 10년이 젊어져가지고 자기 피부를 잘 못 보잖아. 이 제품 뭐 nói rằng là giúp trẻ lại 10 tuổi mà đúng không ạ? Vâng, con xin phép tặng cho bố giúp ạ. Mẹ Lan, một tràng pháo tay nữa thật lớn các mẹ ơi. Yeah. 오늘 그것 좀 해주시고 또 막내 아들 하나 만드셔도 괜찮아요. 아, 신권 기장 là ngày hôm nay là một việc rất là vui, đúng không ạ? Với cả con trai con gái trong gia đình của mình. Yeah, yeah. 자, 감사합니다. 예, yeah, 그리고 저는 항상 우리 미안이 오픈을 하면서 우리 회사가 큰 발전을 했습니다. Thì thấy được các ba mẹ lớn tuổi có sức khỏe, các con cái cũng rất là vui. Ngay A Mỹ An là một trong những trung tâm rất phát triển hiện nay. Và luôn cảm ơn các ba mẹ đã đồng hành. 그리고 우리 선생님들도 우리 엄마들한테 1년 동안 열심히 했죠. Trong năm vừa qua thì theo ba mẹ đánh giá các bạn nhân viên chăm sóc mình như vậy đã tốt chưa ạ? Tốt. Các mẹ hãy dành một tràng pháo tay động viên các bạn nhân viên trong năm tới nhé. Cảm ơn ạ. 그리고 요즘은 베트남이 아주 좋은 일이 너무 많이 생겼고. Vừa qua thì ở Việt Nam chúng ta có một sự kiện đem lại niềm vui cho hàng triệu triệu người. 지난번에 60년 만에 축구 이겼죠. Đó chính là chúng ta đã có chức vô địch Đông Nam Á sau 60 năm, đúng không ạ? Yeah. 자, 골! 찐 thắng chung kết 3-0 trắng, yeah. Rất thuyết phục đúng không ạ? 그거를 하노이에서 봤어. Chúng con xem bóng đá trận đó tại thủ đô Hà Nội. 우리 한국이 이긴 것보다 더 행복했어. Và xem con còn thấy rất là vui mừng, hạnh phúc hơn cả đội tuyển Hàn Quốc chiến thắng ạ. 이제 이제 반은 베트남 사람이 됐어. Thì xem con tự nhận là mình một nửa hiện nay là người Việt Nam. 예, 거기에 그 한국 사람이 한 명 있는데 이름이 sao? 뭐예요? 제 con lại vui mừng như vậy vì trong thành phần ban huấn luyện có một vị rất quan trọng tên là gì ạ? 이름이? 네, 누구? 원 팀 trưởng. 자, 박한성. 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 là em trai của tổng giám đốc ạ. 한국은 나보다 어리면 다 동생이에요. 아, bên Hàn Quốc thì nhỏ tuổi hơn thì theo thông lệ là em hết. Đúng không ạ? 네, 내가 저 아버지한테 아, 아노이 그러잖아요. 이봐, 얘는 제 건 하고 뭐 좀 나. 아니 어이. 너무 와. 그 박항서가 잘 생겼다고 생각할 사람 손 안 들어. 아, 내가 thấy ai thấy ông Bắc Hàng Sơ đẹp trai xin giơ tay lên nào. Ai thấy ông Bắc Hàng Sơ đẹp trai à? 그러면 내가 아가씨면 그냥 박항서하고 결혼하고 싶다는 엄마 손 들어보세요. 아, 제 건 제 giả sử là tình huống ông Bắc Hàng Sơ chưa lập gia đình và nếu như các mẹ còn trẻ cũng chưa lập gia đình, ai muốn lấy ông Bắc Hàng Sơ giơ tay ạ. giơ tay ra. 박 Hàng Sơ đẹp trai 맞아요? 박 Hàng Sơ là chưa đẹp trai rồi, đúng không ạ? Bắc Hàng Sơ chưa đẹp trai đúng không ạ? 미안 엄마들이 확실히 솔직해. 아, 생각만 thấy là ít ba mẹ giơ tay như vậy là biết rồi, đúng không ạ? 아무리 봐도 박항서가 잘생긴 것 같진 않아. Theo tiêu chuẩn bên Hàn Quốc thì ông Bắc Hàng Sơ cũng chưa phải là đẹp trai. Không đẹp trai. Đúng không ạ? Khi nó trông mặt không là thấp quá.
có tiêu chuẩn. Đầu thì là rất nhiều tóc quá rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà giỏi là được. Trúc trúc trang thì sao nữa? 전 세계에서 제일